Trước khi học tiếp, chúng ta ngồi tĩnh tâm trong 5 phút. Hôm nay đại chúng đi học khỏe hết không ạ? Dạ, cảm ơn quý học viên, cũng khỏe, cũng hơi mệt chút xíu tại lái xe từ San Bernardino xuống đây á, nó cũng cũng hơi mệt ít, không mệt nhiều, cũng hơi, nhưng mà không biết là cái kiểu của mình ở đâu hả, trong này hay là ngoài hè vậy? Ở trong này hả? Dạ. Cũng mấy học viên mình chia phiên ra trực tuyến hay là có người riêng? Thầy hiện thủ hả? Dạ. Tưởng học viên của mình cho thầy hiện thủ thì để hồi góp ý riêng với thầy thì đánh cái chuông, cái kiển nó đánh lớn xí, bên kia không có nghe. Cho nên qua này trễ 5 phút rồi. Bên này có đợi không? Thời gian đợi thì được nghỉ ngơi thêm một chút phải không? Nhưng mà mình học thì nó bị trễ. Nên khi mà đánh kiển ra không có nghe, mà khi đánh kiển vô thì mới nghe. Để góp ý với thầy thì đằng sau đánh kiển nó lớn lớn một xí. Bên này có nghe rõ không? Bên này đánh kiển nghe rõ không? Rõ hả? Bên kia không có nghe. Có lúc nghe lúc không, cái lúc mà đánh kiển vô học á, thì mới nghe, còn mà kiển hết giờ thì không có nghe. Như là Phật cũng chào tất cả đại chúng cũng như là quý học viên đang online. Hôm nay là chúng ta học tiếp cái phẩm song yếu. Vừa rồi chúng ta học mới có 5 câu pháp cú đầu tiên. Tối nay chúng ta học tiếp câu pháp cú thứ 6.
Học kinh Pháp Cú đại chúng học thấy có thích thú không? Ai mà cái tâm hồn có khô khan như mấy học kinh Pháp Cú là thấy cũng trở thành thi sĩ không? Kinh Pháp Cú là cái thi kệ là giống như là đọc thơ đó. Ai mà nếu mà có cái tâm hồn thơ rồi thì gặp rất là phù hợp, rất là thích. Mà ai có khô khan đi nữa mà học kinh Pháp Cú là mình cũng tiếp xúc với thơ văn, dần dần là mình cũng trở thành giống như là thi sĩ mà yêu thơ văn. Cho nên kinh Pháp Cú mà mình hiểu được về cái nội dung cũng như là những cái phương pháp mà Đức Phật so sánh thì mình thấy rất là thú vị, rất là dễ học mà dễ nhớ. Mình đi mình ngâm nga chừng 2-3 lần là mình cũng thuộc rồi. Tối nay chúng ta học tiếp mà câu kệ thứ 6, trang số 8. Và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Người khác là người nào? Người khác không phải là chỉ cho người này, người kia, người nọ, người đây, người khác, mà tất cả là chỉ chung một cái đại danh từ. Đại danh từ chỉ chung cho một cái người nào đó, gọi là đại danh từ thứ ba đó. Tất cả những cái người nào mà còn cái tâm tranh luận, tức là chỉ chung cho những cái người nào còn cái tâm hơn thua tranh luận. Người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng êm. Câu cú này nó cũng có cái tích truyện là có hai cái nhóm đệ tử Phật và cũng tranh nhau, một bên là trì kinh, một bên là trì luật. Rồi hai bên thì thấy bên nào cũng nghĩ là mình đúng hơn, mình là hơn bên kia, cho nên là tranh nhau, tranh đến nỗi là cũng là quyết liệt bảo vệ cái kiến thức, bảo vệ cái sở hành, cái kiến thức của mình, cho đến một cái mức độ nào đó mà Đức Phật phải đứng ra phải giải quyết và đặt ra cái câu pháp cú này, dạy lên câu pháp cú này. Và để từ đó cũng là để cho chúng ta, cái đàn hậu học bây giờ, chúng ta học và áp dụng. Thứ nhất là chúng ta thấy chúng ta đây bị hại. Bị hại là bị cái gì hại? Bị ai hại? Đó là cái luật vô thường hại. Trong cuộc sống chúng ta bị rình rập rất là nhiều cái nguy hiểm, rất là nhiều cái nguy hại. Nhưng mà cái nguy hại lớn nhất đó là vô thường. Trong cuộc sống thì chúng ta thấy là như là đủ cái tai nạn phải không? Thiên tai dịch bệnh là chúng ta cũng thấy rồi. Về nạn nước như là nạn lụt, nạn bão, rồi dịch bệnh gần đây nhất hiện tại nữa chứ cũng chưa chấm dứt, là chúng ta thấy là bệnh dịch Covid cũng là chúng ta cũng là cái người bị hại. Đủ cái rình rập, đủ cái nguy hiểm chung quanh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đi ngoài đường, chúng ta lái xe, chúng ta cũng luôn phải cẩn thận, tập trung, cũng là sợ bị hại. Chúng ta bước xuống cầu thang, chúng ta cũng phải cẩn thận, không mình té, mình ngã, cũng là bị hại. Cuộc sống chúng ta chung quanh là những cái rình rập, những cái nguy hiểm mà chúng ta luôn phải cẩn thận, luôn phải có cái bản năng tự vệ chính mình. Cho nên chúng ta luôn thấy chung quanh mình là những cái rình rập đều là bị hại. Mà cái bị hại lớn nhất đó là cái vô thường. Con người chúng ta thì mỗi ngày chúng ta nhỏ thì lớn lên, lớn rồi thì phải già đi, già rồi thì già hơn nữa, rồi già đến một cái mức là chúng ta đi vô gì lò thiêu phải không? Hay là đi vô Big Family nè. Rất là quý Phật tử mình mà hay đi đi đám rồi thì ở đây thì mình biết con người dần dần rồi sẽ đi đến cái già, cái bệnh rồi cái chết, cái vô thường nó không có dừng lại. Mình tưởng là
mình cứ trẻ mãi, mình khỏe mãi, rồi mình đẹp mãi. Nhưng mà nó không như vậy. Ngày nay thì mình già hơn ngày hôm qua, ngày mai là mình sẽ già hơn ngày nay. Tại cứ mỗi ngày mình nó giảm đi một chút, mình không thấy. Nhiều cái người thân mà mình một năm, hai năm mình gặp lại, mình thấy ồ, sao nay chị già quá vậy, hay sao nay chị ốm quá vậy à, thế là nay sao anh thấy anh cũng già cũng ốm đi, thì mình thấy nó rõ ràng. Nhưng mà thật ra không phải là qua một năm hai năm mình thấy nó già, nó bệnh, mà cái già cái bệnh đó trong mỗi ngày mỗi giờ mỗi sát na nó thay đổi, nó chuyển biến trong con người chúng ta. Và cái già cái bệnh đó nó dần dần nó đưa con người đi đến cái giai đoạn cuối cùng. Cho nên là trong cái cuộc đời của người chúng ta thường gọi là gì, 60 năm cuộc đời phải không? Tuổi thọ thì tùy theo, có lúc tăng lúc giảm, có người thì chưa được 60 năm, có người thì hơn, nhưng mà chung chung thì người ta gọi là 60 năm. 59 là hướng dương, còn 60 là hướng thọ rồi. Cho nên là 60 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời, có 60 năm mà chúng ta đủ thứ việc hết, ngủ nghỉ là nhiều nhất. Bác sĩ nói chúng ta là một ngày ngủ mấy tiếng, 8 tiếng phải không? 8 tiếng mà một ngày đêm là 24 tiếng, mà ngủ hết 8 tiếng là tức là 1/3 rồi phải không? 60 năm mà chúng ta ngủ 8 tiếng là hết 20 năm, hết 1/3 cuộc đời rồi. Còn lại 2/3 cuộc đời là đủ thứ việc hết, học hành làm việc, rồi trách nhiệm gia đình đủ hết. Thì đã vậy rồi, thời gian rất là giới hạn, mà chúng ta không có làm những cái gì nó ý nghĩa, mình tu tập để mà mình đem lại cái sự nó tốt đẹp cho cái thân, nhất là cái tâm của mình, mà mình cứ hơn thua về cái tranh luận, cái thắng bại. Cuộc sống con người thì luôn luôn là có cái sự cạnh tranh, cái sự hơn thua từng cái lời ăn tiếng nói, từng cái chỗ ngồi. Mà những cái này thì nó không có đáng lắm phải không? Cái sanh tử mới là đại sự, cái việc sống chết mới là cái việc lớn. Mà chúng ta không có nghĩ đến cái đại sự, mà chúng ta cứ nghĩ đến cái tiểu tiết, mà chúng ta hơn thua về lời ăn tiếng nói, rồi nhiều khi là cái tiếng mà bình dân gọi là ăn miếng trả miếng đó. Nay mà mình thua là mình phải như thế nào đó, phải đầu tư suy nghĩ cách như thế nào để mà mình phải đáp trả lại. Thì như vậy thì nó chiếm hết cái thời gian của mình. Thì thay vào đó thì mình tu tập, thay vì cái mình hại người, mình trả thù trả oán, thì mình xả bỏ, mình đem cái tình thương mình ban trải với họ. Mình ban trải cái tình thương cũng chính là cái món quà cho chính mình. Như vậy thì những cái người mà hiểu được như vậy, hiểu được cái luật vô thường như vậy, thì cái tranh luận mình bỏ qua, không có mất cái thời gian. Trong cái bài Công Phu Chiều mà chư tổ cũng dạy chúng ta là thị nhật dị quá, mạng diệt tùy giảm, như thiệu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, đảm niệm vô thường, thận vật phóng dật. Mạng thị nhật dị quá, tức là ngày nay đã qua, mạng diệt tùy giảm, cái mạng sống nó cũng tùy theo đó mà giảm. Như thiểu thị ngư, như cá ít nước, cá mà trong cái hồ là mỗi ngày trời nắng là nó sắc lại ít lần. Như thiểu thị ngư, tư hữu hà lạc, thì mình nghĩ cái nó có cái vui gì, cá mà ít nước thì có vui gì. Đại chúng đương cần tinh tấn, cho nên tất cả đại chúng nên siêng năng làm việc tốt, chứ không phải là siêng năng mình đi chơi hay gì nha. Đại chúng đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên, như là cứu nhiên là lửa, như cứu lửa trên đầu mình mà rủi, mà mình đây mà có tóc mà nó phật nó cháy là mình có còn nghĩ gì không, mình phải lo mình phủi liền phải không. Như là cứu lửa trên đầu, thận vật phóng đảng niệm vô thường, thận vật phóng dật, tức là mình nên nghĩ đến cái vô thường mà mình phải dè dặt, không có buông lung, không có trễ nải. Thì cái câu pháp cú này Đức Phật dạy chúng ta là cuộc đời nó vô thường, nó ngắn ngủi, chúng ta cố gắng tu tập
làm được cái gì nó tốt cho mình, cho người thì mình nên cố gắng, đừng có những cái việc mà hơn thua tranh chấp, những cái tiểu tiết đó nó mất cái thời gian của mình rất là uổng phí. Đây là cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy qua câu pháp cú này. Và pháp cú thứ bảy: ai xấu nhìn tịnh tướng, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Pháp cú tiếp theo: ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Hai câu pháp cú này song song với nhau, nhưng mà cái nghĩa thì nó đối ngược. Ai sống nhìn tịnh tướng, tịnh tướng là gì? Tức là nhìn cái thân này cho là sạch sẽ. Tịnh nghĩa là sạch, tướng là cái thân tướng mình. Ai mà nhìn cho cái thân tướng mình là sạch sẽ, là tốt đẹp, là luôn luôn trẻ mãi không già, là đẹp hoài không xấu, mình nhìn mình chấp vào cái thân này, rồi không có hộ trì các căn. Các căn đó là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 căn cho là cái thân này là nó tốt đẹp, rồi mình sống mình không có hộ trì, không có giữ gìn 6 căn, mình vẫn buông lung. Mình muốn ăn gì mình ăn, muốn cái muốn nhìn, muốn ngắm, muốn nghe cái gì, cứ mình sống buông lung, buông thả, gọi là sống cẩu thả, không có làm chủ chính mình. Ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát không tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ăn uống thiếu tiết độ là sao? Tức là mình ăn uống không có chừng mực, khi thì ăn nhiều, khi thì ăn ít, rồi ăn những cái món mà mình thấy nó không có lành mạnh cho cái thân của mình. Mình thích cái gì nó khoái khẩu thì mình ăn, như là ăn những cái món ăn mà mình thấy nó dầu hay là nó cay, hay là cái gì mà mình thấy, nhất là thường là cái này là không biết bên này thì chắc đỡ hơn phải không, còn Việt Nam mình thấy là ăn uống là cái vấn đề là mình thấy nhất là bên Nam rất là phức tạp. Ăn gọi là nhậu đó, ăn rồi còn nhậu, ăn ngồi 3 bữa chính rồi còn nhậu bữa tối rồi khuya rồi uống là chính, không có quan trọng cái sức khỏe, không có làm chủ, mà mình muốn uống là mình uống, mà mình muốn ăn cái gì thì mình ăn, không có kiêng dè, không có nghĩ đến cái sức khỏe, không có nghĩ đến cái hại cho cái bản thân. Về ở Việt Nam là thấy như là những thanh niên không bốn mấy năm mấy, bây giờ thì họ chết sớm rất là nhiều, bởi vì họ uống là quý học viên biết là uống là bây giờ ở Mỹ mình thấy cuộc sống là nó lành mạnh, Việt Nam thì uống dữ lắm, uống mà cái rượu ngày xưa là người ta nấu rượu là nấu bằng gạo, còn bây giờ họ nấu với là nấu bằng gạo mà một giò nước, một thùng nước họ bỏ mấy cái giọt gì đó thôi thì cái hương vị đó nó trở thành rượu, thành cồn, thành rượu, rồi họ đông ra họ bán thôi, rồi họ uống cái đó rồi với cốc với ổi gì đó, rồi cứ uống như vậy rồi thì bị ung thư, rồi bị cái tâm can gì bên trong đó là nó bị cháy, bị hư á. Cho nên vừa rồi mà về cúng ông ba thì cũng có mấy cái người mà lớn lớn hơn tuổi một chút, mà là khoảng năm mấy 60 thì khi mà đi khám bệnh ra thì bị ung thư qua giai đoạn 3, giai đoạn cuối rồi, không có chữa được. Mà thật ra thì thanh niên, không phải là thanh niên, cũng trung niên thôi, mới năm mấy hướng dương thôi, chưa được 60 mà cũng là ăn uống rồi tụ tập, rồi không có control, không có làm chủ, tụ tập nhóm họp rồi ăn rồi uống những cái thứ độc hại, cho nên thành lục phủ ngũ tạng là nó bị cháy, nó bị hủy hết. Khi mà phát hiện ra thì không còn cứu chữa được, thì đó là không có biết tu tập, có sống buông xuôi buông thả, muốn uống thì uống, muốn hút thì hút, thuốc rồi rượu
Cho nên là đó là cái người mà sống không có biết hộ trì các căn, muốn về cái ăn, cái uống hay là cái ngửi, cái nghe của mình, sáu cái căn này mình không có làm chủ, do mà còn biến nhát, không có tinh cần, tức là không có biết tu tập giải đãi, rồi ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Ma là gì? Ma không phải là chỉ có ma mình đi ngoài đường mà mặc đồ trắng đi hỏng đất là ma, cái đó cũng là ma, nhưng mà chỉ là một trong bốn cái loại ma. Ma có bốn cái loại ma. Thứ nhất là phiền não ma, thứ hai là thiên ma, thứ ba là tử ma, thứ tư là ngũ ấm ma. Cái phiền não ma tức là cái ma tham sân si, cái ma phiền não trong người của mỗi chúng ta, mỗi chúng sanh. Như là cái ma tham sân si, cái ma tham tức là cái ma ham muốn, khi mà ham muốn rượu, ham muốn thuốc, thì dù có nửa đêm gà gáy gì mà khi muốn là coi như là xách chai đi mua, hay là sai sử bắt hành vợ con phải đi mua cho bằng được. Đó là cái loại ma phiền não, nó sai sử mình ăn mà cái nguyện ớt rồi mà không có ớt là không ăn được, phải đi mua. Tức là cái đó là mình là cái nô lệ của những cái phiền não, nó làm chủ, nó chế ngự mình. Nó sai cái gì, nó muốn cái gì là mình phải theo cái đó. Nhiều người nghiện thuốc mà không có thuốc là cứ không có làm việc được, cứ ngồi, cứ ngáp, và phải bằng mọi cách phải đi mua cho được. Đó là cái ma tham dục, cái ham muốn, gọi là cái phiền não ma. Hay là cái ma sân si, sân si cũng là ma. Nó làm cho người mình phải, mình khi cái tâm sân lên thì mình tạo những cái tội, những cái nghiệp như là đánh hay là giết. Chúng ta coi một phim Tây Du Ký mà như Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi là một cái đứa nhỏ mà nó thổi ra là toàn lửa không đó. Thì đó cũng gọi là yêu ma đó. Thì đó là cái tâm sân trong mỗi con người, chứ không phải là Hồng Hà Nhi là một cái nhân vật bên ngoài. Hồng Hà Nhi là cái lửa đó, là cái bản chất sân trong người chúng ta, gọi là yêu quái đó. Và là cũng thuộc về yêu, là cái lời yêu tinh mà nó cản trở trên cái bước đường tu tập, tức là nó cản trở trên thầy trò đường tăng đi cái hành trình mà đi đến thỉnh kinh, thì gặp cái động Hồng Hà Nhi này cũng bị chướng ngại. Thì đó là như là chúng ta tu tập mà cái tâm sân chúng ta không có bỏ được, thì cũng là một cái ma phiền não nó chướng ngại cho cái sự tu tập của chúng ta. Thì đó là cái ma phiền não. Rồi cái ma thiên ma, thiên ma là cái ma ba tuần, cái ma bên ngoài. Cái người nào mà không có tu tập, không có cái nội lực thì cũng dễ bị ma nó nhập, dễ bị ma nó dẫn đi. Ở đây thì chúng ta nhờ có điện, có đèn, đâu cũng có ánh sáng. Chứ mà về Việt Nam mà nhất mà nhà quê mà những cái con đường làng, con đường tối là ma nhiều lắm. Có thật chứ không phải có ma đâu. Có nhiều người ma nó dẫn vô bụi rồi nó giấu đó, mà đi tìm, đi ngang, đi qua, đi lại đó mà không thấy người bị ma giấu. Nên là có nhiều người bị, mà cái tâm nó không có ổn định được, tức là không có tu tập, không có cái nội lực, thì ma nó dễ nhập. Nhiều khi nó nhập vô rồi nó trở thành một con người khác, tức là nó mượn cái xác của mình, nó đẩy cái hồn mình ra rồi nó nhập vô, rồi cái xác là của mình, nhưng mà cái hồn thì ma đã nhập. Thì đó là thiên ma, cái ma ngồi bên ngoài, nó cũng cái người mà không có nội lực, không tu tập thì cũng dễ bị nó nhập. Rồi cái tử ma, tử ma thì rất là dễ thấy được. Như vừa rồi mà chúng tôi cũng nói đó, những cái anh, cái cậu mà trung niên này uống hút rồi nhiều, rồi thì cái tử ma nó rước đi rất là nhanh. Chưa được hưởng thọ, mới cái hưởng dương, bắt đầu là cái tử ma nó đã đến, nó đưa đi rồi. Rồi cái ngũ ấm ma, ngũ ấm ma tức là tài sắc danh thực thùy, là cái ngũ ấm nó luôn là nó cũng làm chủ, nó chế ngự mình.
Đó là bốn cái loại ma mà nó uy hiếp mình, giống như là cái cây yếu trước gió, cái cây mà trước gió nó xin lỗi, cái ngũ ấm là cái sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì cái năm cái loại sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó cũng chế ngự mình, đó là cái ngũ ấm ma. Giống như cây yếu trước gió, cái cây mà ở trước gió mà cây yếu thì gió hướng nào là nó đưa hướng đó. Gió hướng đông thì nó ngã, gió đưa về đông thì nó ngã đông, gió đưa về tây nó ngã tây. Thì con người mà không có tu tập, không có nỗ lực thì dễ bị ngoại cảnh, dễ bị bốn loại ma này nó khống chế, nó control, nó điều phục, nó sai sử. Và ai sống quán bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, ma không uy hiếp được như núi đá trước gió. Cái người nào mà sống quán cái thân này là bất tịnh, tức là cái thân này nó không có sạch. Chúng ta thấy rồi, buổi sáng mà ngủ dậy mình chưa rửa mặt là chính mình cũng không dám nói chuyện với ai, phải không? Mở cái miệng ra thì một đêm tới sáng là mình nói ra cái hơi là nó cũng đã hôi rồi. Rồi mắt, mắt là cũng là gàn, rồi mũi thì cũng là cái nước mũi, rồi tay là cái dánh. Mình nói cái sự thật đó nha, đó là Đức Phật dạy mình là quán cái bất tịnh, quán cái thân của mình. Nó gồm có gọi là cửu khứ, tức là chín cái lỗ, thành ngày nó bài tiết ra, không có gì là sạch hết. Mà không phải là mình Đức Phật dạy như vậy để mà mình chán bỏ cái thân này, không phải như vậy. Mà Đức Phật dạy như vậy để những ai mà ham muốn, những ai mà cưng chiều cái thân của mình quá mức, để biết dừng lại. Cái nhiều người vì cái thân này mà tạo ra nghiệp rất là nhiều, tìm những cái món ăn mà rất là kinh dị. Ví dụ như là ăn về ốc khỉ, rồi ăn về bạch tuộc sống, rồi ăn về những cái loại kinh dị mà cứ mình nghĩ là để nó bổ dưỡng cái thân, mà mình không có thấy cái đạo đức, không có cái lòng từ, thì để mà mình phải dừng lại. Chứ không phải là Đức Phật nói như vậy để mà mình ghét bỏ cái thân này. Cái thân này nó rất là quý, Đức Phật cũng dạy là có được cái thân người là quý. Cho nên nhưng mà mình quý nó trong cái một cái trung đàn, không phải là mình cưng chiều nó, mình muốn cho nó đẹp, cho nó trẻ, cho nó thế này thế kia, mà mình mất thời giờ mình tạo ra những cái nghiệp khác. Thì Đức Phật dạy mình nên quán cái thân bất tịnh, rồi khéo hộ trì các căn, tức là mình luôn phải bảo vệ, luôn làm chủ cái lời nói, cái ăn, cái nghe, cái thấy, cái ngửi của mình. Mình phải làm chủ cái căn của mình, các cái sáu cái căn. Giống như cái người chủ nhà mà phải khéo giữ sáu cái cửa bên ngoài. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta là nó giống như là sáu cái cánh cửa. Và chúng ta, cái tâm chúng ta giống như là cái người chủ nhà. Chúng ta phải luôn canh sáu cái cửa. Chúng ta không có nên mở những cái cánh cửa để cho những cái ngoại cảnh nó vào và nó chế ngự, nó khởi lên cái lòng tham. Nhất là cái việc ăn uống, mà người mà biết hộ trì các căn như vậy, là ăn uống có tiết độ, tức là mình ăn để mà sống, mình ăn để mình khỏe. Mình ăn như là mình ăn ngày ba bữa thì đúng ngày ba bữa là đó mình ăn thêm, chứ không phải nhậu rồi mình nhiều người phải nhậu nhẹt về rồi ói rồi xin lỗi, thì nó rất là, cái đó là mình không nên. Người Phật tử mình nên tránh những điều đó. Và có lòng tin tinh cần, lòng tin này là tin Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin có nhân có quả. Và nhất là tin có nhân có quả như vậy thì mình siêng năng, mình tinh cần tu tập như vậy thì ma nó không có uy hiếp mình được. Ma thì bốn cái loại ma như vừa rồi đã kể không có uy hiếp được, giống như là cái núi đá trước gió. Gió mà dù có gió có bão thì núi đá nó cũng đâu có cái hề hấn gì, phải không? Cho nên thì mình tu phải có cái nội lực giống như là núi đá, thì cái ngoại cảnh bên ngoài nó không có chi phối được. Như vậy thì mình luôn làm chủ chính mình. Pháp cú thứ 9,
Ai mặc áo ca sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế không thực, không xứng mặc ca sa. Pháp cú thứ 10, ai rời bỏ uế trược, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng mặc ca sa. Ca sa là gì? Đại chúng biết ca sa là gì không? Ca sa là cái y, cái áo ca sa của quý thầy hay là quý sư cô, người đã xuất gia mặc. Thì ca sa là cái là cái áo mặc của người xuất gia, mà không những là cái áo để mặc che nắng che mưa hay là che gió, mà còn là một rất là thiêng liêng, là một cái sứ mạng, là một cái phước điền để cho chúng sanh, mà để cho mọi người gieo trên cái y ca sa này. Cái y ca sa này thì cái nguồn gốc là Đức Phật một hôm trên núi Linh Thú, ngài nhìn xuống ở dưới cánh đồng, thấy những cái thửa ruộng, thấy những cái cánh đồng có những cái thửa ruộng mà nó ngay hàng, nó hàng ngang hàng dọc, nó rất là đẹp. Thì ngài nghĩ ra thì đệ tử của ngài nên may những cái y nó giống như là cái thửa ruộng như vậy, thì để cho nó khác tục và nó có những cái ý nghĩa khác. Thì cái y này thì ngày xưa thì không có cái vải mà nguyên một cái cây vải hay là một cái mảnh vải nguyên mà may, mà thường là những cái mảnh vải mà bỏ hay là trong cái tự thi, trong cái rừng thi lâm mà quấn có thể chết, thì lấy cái vải đó may chắp lại để thành cái áo mặc, giặt sạch sẽ rồi đem nhuộm thành cái màu hòa sắc, tức là không phải đỏ, không phải xanh, không phải đen, không phải trắng, mà phải hỏi cái màu hòa sắc, tức là cái màu pha màu sậm sậm để cho hòa sắc đi. Thì cái y này là ý nghĩa là những cái thửa ruộng mà chư tăng hay là chư ni là người xuất gia thọ giới rồi thì mặc để mà làm cái pháp phục, đồng thời mặc cái y đó cũng biết là cái sứ mệnh của mình, cái trách nhiệm của mình. Mỗi cái ô đó gọi là cái thửa ruộng, gọi là phước điền. Cho nên khi đắp y thường là đọc là thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, phụng trì Như Lai mạng, quảng độ chư chúng sanh. Thiện tai giải thoát phục tức là lành thay mặc cái áo giải thoát, vô thượng phước điền y là cái áo này là cái ruộng phước vô thượng, không có gì hơn. Phụng trì Như Lai mạng tức là phải thừa hành cái sứ mệnh của Như Lai, quảng độ chư chúng sanh, tức là phải rộng độ khắp chúng sanh. Nhưng mà cái y này thì sau này thì bị có những người họ lạm dụng, họ dùng cái y nhưng mà phi pháp, tức là bây giờ có những cái hiện tượng gọi là mình gọi là tu giả đó, là tức là đắp cái y để vì cái mưu sinh, cái tư lợi, mà họ không có biết được là cái y là cái thiêng liêng như vậy. Thì đây là một cái việc làm rất là sai, một cái việc làm nó đi ngược lại cái đạo đức. Một cái đắp một cái y không phải là cái chuyện dễ, một cái như là đắp y là một cái sứ mệnh. Cái này thì có cái tích truyện là ngày xưa có một cái vị Bích Chi Phật tu ở trên núi, và ngài Phật Bích Chi này thường hay ngồi thiền trên cái tảng đá. Thì có một cái đàn voi hàng ngày đi ngang qua thì hay cúi lạy, hay cúi đảnh lễ vị Bích Chi Phật. Tại vì khi mà tu mà chứng đạo rồi thì cảm hóa đến cái loài vật, không những cảm hóa loài người mà cảm hóa cái loài vật nó cũng biết quy hướng, nó cũng biết kính trọng, nó cũng biết hướng thiện. Cho nên cái đàn voi đi ngang qua thì thường hay cúi đảnh lễ vị Bích Chi Phật. Thì có một cái người thợ săn, người thợ săn voi hay mà bắt voi lấy ngà giết thịt, thì ông ta mới thấy
cái đàn voi này mỗi ngày đều đến đảnh lễ cái vị Bích Chi như vậy, thì ông ta nghĩ như vậy thì bắt cái đàn voi này rất là dễ, mình không cần săn lùng khó khăn nữa. Bây giờ thôi, bây giờ mình may một cái y giống như là cái vị Bích Chi này, mình cũng ngồi thiền như vậy, thì đàn voi nó đảnh lễ mình thì mình cứ mình bắt từ từ từng con như vậy rất là dễ. Thì cái người thợ săn này với cái một cái tâm thâm ác như vậy, thì ông ta cũng may một cái y cũng giống như vị Bích Chi Phật, và ông ta cũng ngồi một cái tảng đá khác. Thì đàn voi nó thấy cái y thì cứ thấy cái y thì nghĩ là cái y của Như Lai, thì nó đến đảnh lễ. Thì khi mà cứ mỗi ngày ông ta ngồi thiền trên tảng đá như vậy, thì ông ta giấu một cái cây kiếm ở trong cái y. Vậy thì đàn voi nó đến đảnh lễ nó đi. Thì đàn voi nó sống rất là có thứ tự, con trước thì con lớn thì đi trước, con nhỏ thì đi sau. Thì đàn voi khi mà đảnh lễ xong thì con lớn đi trước, con cuối cùng nhỏ thì đi sau. Thì khi mà con nào đi sau như vậy thì ông ta tóm con đó, ông ta phóng tên, ông ta dùng cái gươm mà hại cái con cuối cùng. Như vậy thì ông ta cắt lấy cái ngà của nó, rồi lấy thịt của nó. Thì đàn voi cứ đi là đi tới chứ không có nhìn lại, cho nên không có biết là cái con cuối cùng bị hại. Thì cứ mỗi ngày bị hao mòn như vậy, thì cái con voi đầu đàn gọi là con voi chúa, một hôm thì nó nhìn lại, nó thấy cái đàn của nó sao bây giờ xong là ít đi, cứ ít dần đi, nó không hiểu cái nguyên nhân vì sao. Thì một hôm nó mới nghĩ ra cái cách là bây giờ nó làm bộ là cái con voi đi sau cùng, thì để những con voi khác đi trước, thì cũng đến đảnh lễ cái vị mang cái y này. Thì khi đảnh lễ xong thì những con voi kia đi trước, còn cái con voi đầu đàn thì nó lại đi sau. Thì cái người thợ săn này cũng tưởng là cái con đi sau là cái con nhỏ nhất sau cùng, cho nên cũng như mọi lần thì ông ta dùng gươm ông ta để mà giết cái con voi sau cùng. Nhưng mà con voi chúa này nó rất là thông minh, nó có cái sự dự phòng rồi, cho nên khi mà thấy người thợ săn vừa đưa gươm ra thì nó cũng quay lại, và nó quay lại nó định dùng cái ngà, định dùng cái vòi của nó sẽ quật chết cái người thợ săn này. Nhưng mà nó thấy cái y thì nó không có nỡ, thì cái ông thợ săn này sau đó cũng giết cái con voi này. Thì con voi này trong cái tiền kiếp theo kinh Bổn Sanh thì đó là tiền thân của Đức Phật, và cái người thợ săn này là tiền thân của Đề Bà Đạt Đa. Thì đó là dùng cái y không có xứng đáng, cho nên Đức Phật mới thuyết ra cái câu pháp cú này, tức là ai mà mặc cái y mà cái tâm chưa rời ế trược, không tự chế không thực, tức là không có tu tập, không có phòng ngự các căn của mình, không có cái tư cách, cũng như không phải thực là một cái vị tu sĩ, thì không có xứng mặc ca sa. Còn ngược lại thì giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thì thật xứng mặc ca sa. Thì cái y ca sa không phải là mặc một cách dễ dàng. Và quý Phật tử biết là, như là đại chúng biết là, một cái y mà được mặc thì phải truyền, phải được có chư tăng, chư ni, thậm chí là phải nhị bộ đại tăng, tức là 10 vị đại tăng minh ni, 10 vị đại tăng của bên tăng mới truyền cái y. Chứ không phải là dễ dàng mà mình nghĩ là như cái miếng vải rồi mình mua về mình cắt ra mình may, hay là bây giờ cũng dễ dàng rồi, bây giờ may sẵn rồi bán rồi mua là đắp lên, thì cái đó là cũng được, nhưng mà nó cũng không có giá trị gì hết, nó không có một cái hiệu nghiệm gì hết. Cho nên cái y nó rất là quan trọng, và mặc cái y đó là mình phải biết cái sứ mệnh của mình làm gì, cái trách nhiệm của mình là như thế nào. Cho nên là nếu không là mình mặc thì mình phải hổ thẹn, mình cảm thấy mình cái ngược lại cái đạo đức, không có xứng đáng. Thì đó là hai câu pháp cú mà Đức Phật dạy chúng ta khi sử dụng cái y, tức là cái cà sa. Câu pháp cú thứ 11. Câu pháp cú thứ 10, thứ 9, thứ 10 là một cặp rồi, nó song song đó. Câu pháp cú 11. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân,
Chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Và câu cú 12 song song là chân thật biết chân thật, không chân biết không chân. Chúng đạt được chân thật do chánh tư chánh hạnh. Thì cái câu 11 của là không chân tưởng chân thật, chứ tưởng nha, không phải là chữ tướng. À, quý học viên mình sửa lại dấu sắc thành dấu hỏi. Chứ tưởng là suy nghĩ, không phải là tướng. Không chân tưởng chân thật, chân thật thấy không chân. Chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Không chân là gì? Không chân phải là không có cái chân đi đâu nha, không phải là không có cẳng ha. Không phải là chân này mới là cái chân mình đi nha. Chân này tức là cái sự thật, cái chân thật đó. Thì cái người mà cái điều nó không có chân chính mà tưởng là cho là chân chính, rồi cái điều chân chính là cho là không chân chính, rồi tức là một cái sự nhìn nó đảo điên phải không, nó ngược lại. Chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Tư nghĩa là suy nghĩ, còn hạnh là cái hành động, tức là cái việc làm ở trên. Cái nhìn cái chân mà tưởng là không chân, không chân tưởng là chân, thì do cái tà tư tà hạnh. Cái tà tư tức là cái suy nghĩ. Suy nghĩ thì trong cái pháp tu của mình gọi là cái tư duy đó, phải chánh kiến, chánh tư duy. Mình nhìn một cái sự vật trước khi mình hành động, mình nhìn đều luôn luôn có cái chánh kiến, tức là mình nhìn một cái sự chân chánh, mình biết đó là cái gì, cái sự thật hay là giả như thế nào. Rồi mình phải tư duy, mình phải suy nghĩ, mình suy nghĩ phải đúng đắn thì mình mới thực hành. Trong cái bát chánh đạo là gì? Ở đây quý học viên có ai biết không? Bát chánh đạo là gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Thì Phật tử chúng ta phải thực hành theo cái bát chánh đạo này, thì trong cái cuộc sống chúng ta luôn giữ cái tư cách của mình, và cũng là cái trên bước đường tu tập đưa đến cái hướng thiện, hướng thượng, hướng thiện. Phải thực hành cái bát chánh đạo. Bát chánh đạo thì trong đó có đầu tiên là phải chánh kiến, rồi tiếp đến là chánh tư duy. Chánh tư duy thì ngược lại cái chánh tư duy tức là cái tà tư duy. Cái đây tà tư tức là cái suy nghĩ nó sai trái, là suy nghĩ nó đi ngược lại với cái chánh. Còn là cái tà tư tức là cái suy nghĩ không có đúng đắn, suy nghĩ nó tà vậy, nó sai trái, gọi là cái tà tư duy. Khi mà mình suy nghĩ đúng thì mình đưa đến cái hành động đúng, còn mình suy nghĩ sai thì mình đưa đến cái hành động sai. Giống như bây giờ những người mà say rượu, vì sao mà họ cứ trong cái lùm tre, họ lủi vô lùm tre, hay là họ cứ họ đi rớt xuống mương, là bởi vì cái tà tư này, cái suy nghĩ của họ là họ cứ họ nghĩ là cái đường mương đó là cái con đường liền, con đường chính, cho nên họ bước xuống thì họ sập xuống mương. Tức là do họ suy nghĩ nó sai, nó lệch. Rồi cái tà hạnh tức là họ thực hành, họ đi suy nghĩ như vậy thì nó sẽ đi đến cái hành động như vậy thôi. Giống như rồi chúng ta học cái câu pháp cú đầu tiên đó, nếu cái tâm ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ nào bước theo sau như xe chân bò kéo. Thì do cái tâm ô nhiễm mà mình nói lên hay là mình hành động thì cái khổ não đó nó theo nó theo mình, giống như là cái xe chân bọt kéo. Thì do cái suy nghĩ tà, cái suy nghĩ sai trái và đưa đến cái thực hành sai trái thì không bao giờ đạt được cái chân thật. Thì này giống như là cái pháp tu của mình, nhiều người mình tu mình không học, rồi cứ mày mò, rồi cứ tự phát ra cho rằng mình bây giờ mình thờ bình vôi, thờ ông táo, hay là mình ăn mè, rồi ăn ăn dừa như vậy thì
mình sẽ đạt được cái quả vị nào đó, hay là như ngày xưa là Angulimala đó, gọi là anh chàng vô não đó, thì do cái suy nghĩ là giết 1.000 người, lấy 1.000 ngón tay đeo vào cái cổ như vậy thì sẽ được chứng quả, thì do cái suy nghĩ nó tà tư, tức là suy nghĩ nó sai, nó sai trái như vậy, thì anh ta giết 999 người rồi, còn một người nữa là anh ta cắt đủ 1.000 ngón tay. Thì anh làm như vậy thì con người của anh lúc nào cũng thể hiện một cái sự sân si, rồi một cái sự hung dữ, ai cũng tránh cũng sợ hết. Thì khi mà đi ngang cái khu rừng, nghe nói là có một anh chàng vô não như vậy thì không ai đến cái khu rừng nữa hết. Rồi thì anh ta nghĩ là bây giờ còn một con tay nữa là anh ta sẽ đạt được, thì sẽ chứng quả. Rồi anh ta cố mà đi tìm nữa, đi tìm một người nữa cho đủ. Rồi tìm không ra thì anh ta khởi cái tâm, bây giờ anh ta định trở về nhà giết mẹ của anh ta để mà lấy cái ngón tay đó xỏ cho đủ. Thì lúc đó Đức Phật có thần thông, Đức Phật mới nhìn, mới thấy được cái suy nghĩ và cái ác tâm của cái anh chàng vô não này, cho nên Đức Phật mới hiện ra trước mắt để mà cứu bà mẹ của anh ta. Thì Đức Phật hiện ra trước mắt thì cái anh chàng Angulimala này thì thấy mừng quá, từ xa thấy có một cái vị đến là giống như nạp mạng với mình rồi đó, mừng quá chạy đến để mà giết, cắt ngón tay. Thì khi mà chạy đến thì Đức Phật cứ thản nhiên, cứ đi bình thường thôi, mà anh ta chạy hoài, chạy hò, chạy mãi, chạy không bao giờ mà kịp Đức Phật hết. Thì anh ta mới tức quá, anh ta mới đứng lại, mới kêu là này vị Cù Đàm, vị hãy đứng lại đi, ông hãy đứng lại, tại sao ông cứ ông đi hồi mà tôi chạy không được như vậy, không tới như vậy. Thì Đức Phật mới nói rằng ta đã dừng từ lâu, nhưng mà chỉ có ngươi chưa biết dừng thôi. Ta đã đứng đây từ lâu mà ngươi không có dừng, cho nên ngươi không có gặp được ta. Thì chỉ có một cái câu nói như vậy thì anh ta được giác ngộ, tức là anh ta thức tỉnh. Cái dừng này không phải là cái dừng đứng lại, mà dừng này tức là dừng mọi cái tâm ác, dừng mọi cái sát sanh, dừng mọi cái nghiệp ác. Còn anh chàng vô não là một cái tên gọi là khát máu, thì anh ta là còn cái tâm sân hận, một cái tâm mong cầu được chứng quả, một cái tâm mà sát hại, tức là tham cái sân, luôn chạy theo cái tham cầu như vậy và không có dừng được, cho nên không bao giờ mà chạy, không bao giờ mà gặp được Đức Phật. Cho nên khi Đức Phật nói cái câu đó thì anh ta có vẻ ngộ, và anh ta hỏi lại một lần nữa, thì anh ta nói Cụ Đàm nói cái câu gì hãy nói lại cho ta nghe. Thì Đức Phật cũng nói lại, ta đã dừng từ lâu nhưng mà ngươi chưa có dừng, cho nên ngươi chưa gặp được ta. Thì một cái câu nói, nhưng mà đối với Đức Phật là một bậc đại thánh, cho nên đã khiến cho cái anh chàng vô não này giác ngộ được, thức tỉnh được cái tâm của mình, thức tỉnh được cái việc làm ác của mình. Và lúc đó thì anh chàng vô não này thả cái thanh gươm và quỳ xuống lạy Đức Phật, xin Ngài hãy nhận con làm đệ tử, và từ nay là con sẽ theo cái chánh pháp của Ngài, sẽ tu tập theo cái con đường chân chánh. Thì Đức Phật mới khai ngộ cho cái anh chàng vô não này thì cái nghiệp sát sẽ đưa đến cái quả như thế nào, cái nhân sát đưa đến cái quả như thế nào, và đây là cái tà tư, tức là cái suy nghĩ nó sai trái và thực hành sai trái như vậy thì không bao giờ mà đạt đến được cái chân lý, được cái chân thật. Thì anh chàng vô não này thì buông cái đau ra và sau đó trở thành một người Phật tử và tu tập. Thì như vậy thì nếu như mà có cái suy nghĩ mà nó sai trái và thực hành sai trái thì dù có thực hành tu tập như thế nào cũng không có đạt được, mà dù có làm, cố gắng làm cái gì cũng không bao giờ đưa đến kết quả tốt được. Giống như mà lấy đá mà nấu cho thành cơm thì dù mình nấu hết ga, hết củi bao nhiêu đi nữa, tốn công, tốn sức, tốn thời gian, nhưng mà không có đạt được một cái gì tốt đẹp như là mong muốn. Cho nên là cái suy nghĩ mà nó sai trái thì rất là tai hại, nó sẽ đưa đến cái hành động sai và không có đạt được cái lợi ích gì. Thank you.
cố 12 thì nó ngược lại như vậy, chúng ta hiểu cái nghĩa nó ngược lại. Thì đó là mình cái suy nghĩ chân chánh và đưa đến cái việc làm chân chánh thì sẽ đạt được cái kết quả tốt đẹp, đạt được cái chân lý. Thì muốn có được cái chánh tư, cái suy nghĩ chân chánh thì chúng ta phải thực hành theo cái bát chánh đạo, phải chánh kiến, suy phải nhìn một cách là đúng đắn, phải suy nghĩ đúng đắn, rồi mới đến cái chánh mạng, chánh nghiệp, đưa đến cái hành động chân chánh, cái việc làm chân chánh. Như vậy thì chúng ta mới đạt được cái kết quả nó chân thật, nó lợi ích. Thì hôm nay chúng ta dừng lại ở câu pháp cú thứ 12. Và bữa sau thì chúng ta học tiếp pháp cú 13 ha. Quý học viên có hiểu không ạ? Giờ cũng hết giờ rồi. Xin đại chúng đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều